Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Buổi sáng ngày hôm nay thì rất là mát mẻ, một ngày cuối tuần. Anh Phương liên tục cập nhật được những cái sản phẩm âm thanh mới để phục vụ các bác. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Phương test liên tục hai quả súp của hãng EV, dòng súp bát 40, để đóng gói một quả đi Vĩnh Phúc, đấy, một quả thì đi Bắc Ninh, hai quả. Thì đây là mẫu của hai quả súp này. Những quả súp này thì anh Phương cũng bán khá nhiều rồi. Các bác nhìn cái quả súp này rất là đẹp đúng không? Mặt mũi rất là sáng sủa và sang trọng. Nó dành cho những cái phòng hát mà thực sự là có cái độ đẹp, độ sang. Đấy. Logo của EV được gắn rất là tinh tế. Ở cái lưới của con này thì nó lại không kín hẳn mà cứ nửa kín nửa hở. Chúng ta thấy rằng là nó có ý định là che cái bát đi, nhưng mà thực ra là nó lại làm một cái để cho chúng ta hơi tò mò một chút khi mà nó lộ bên trong đó là một cái bát mà mới một cái viền trắng như thế này. Đấy. Thùng thì thùng sơn gỗ, các bác quan sát. Thùng sơn gỗ vân gỗ rất là đẹp. Cái quả súp nó sang như này các bác này. Đấy. Từ những cái đường nét thiết kế của nó rất là sang trọng. Tiếng bát của nó rất hay. Phía đằng sau này các bác, con súp này thì với cái linh kiện được nhập khẩu của Nhật, đây, với công nghệ của Nhật, được lắp ráp sản xuất tại Đài Loan. Các bác nhìn nó nét đó. Trên này chúng ta sẽ thấy rằng là có hai nút, một nút cắt cốt, một nút to nhỏ, nút đảo pha. Đường súp vào thì có thể vào qua cổng này. Súp in, nó sử dụng cái hệ thống tản nhiệt bằng các thanh tản nhiệt. Hàng chính hãng. Đây là hàng chính hãng của AV Pro. Tem chích ma vạch đàng hoàng. Đây, cái cửa đánh hầm của nó đây. Cửa đánh mặt của nó đây. Đây là dòng súp mặt. Đấy. Tiếng của nó rất khỏe. Đây là cắt cốt. Những quả súp đánh tiếng cực gọn luôn. Công suất thoải mái cho các bác chơi. Con này công suất đây, em báo cáo công suất luôn cho các bác. Công suất của con này là 400W một quả này. 400W. Mã của sản phẩm này là 115SA. EV hàng xịt giò công ty luôn các bác. Đây thùng vách của nó này. Hàng công ty xịn sò luôn. Đây là cái bát của nó các bác này. Quan sát cái cấu hình bát. Trông cái bát nó khôn rồi các bác. Hàng xịn rồi, trông các cái gân chỉ này. Nó rất là chuẩn. Đảm bảo cho các bác là bảo hành trong vòng 1 năm. Thoải mái luôn cho các bác. Những cái hàng xịn của công ty này thì các bác yên tâm luôn. Nó đã được tính toán tất cả các giải tần và cũng như là cái công suất để cho các bác chơi trong những phòng hát gia đình thật tuyệt vời. Ok, và bây giờ các bác hãy cùng sang đây một chút để chúng ta lại tiếp tục cùng ngắm nhìn một cặp loa phải nói rằng quá xuất sắc. Đó là cặp loa 835 anh Phương đang mở ra để cùng các bác theo dõi. Đây các bác này. Các bác cứ nhìn đây là trước mắt này, cứ quay cái bát này trước để các bác thấy rằng là cái loa ngày hôm nay nó mới đến mức độ nào. Nó sáng choang luôn các bác. Chưa có một cái dấu vết thời gian gì ở trên cái sản phẩm này. Hàng xịn sò 100% cho các bác luôn. Đây. Rốn đỏ rực luôn này. Nó phải nét như thế này các bác. Ok, ngon. Đây là cái chung của nó này các bác. Chung xịn luôn. Đấy. Tép. Hàng Mỹ nòi tài phòi luôn các bác. Mỹ nòi tài phòi. Đấy.
Ok chưa? Đấy. Chuẩn chỉ luôn. Chơi với anh Phương thì toàn chơi với hàng đẹp thôi. Đây là vỏ của nó. Thùng vách của nó thì nét cà phê luôn. Các bác nhìn thùng vách không một chấm vết. Đấy, mua những đôi loa mà anh Phương tuyển như thế này các bác chơi cũng sướng. Rất nhiều bác gọi. Dạ em nghe đây. Dạ dạ. Vâng vâng em biết rồi. Em đang đi gửi cho anh đây, đang đi gửi đây nhé. Chắc thì còn đồ một lúc nữa anh ơi, còn đồ tiếng hai tiếng nữa em đang gửi rồi nhé. Đang cho người đi gửi rồi. Dạ vâng. Rồi có gì tí thôi. Trong buổi nhưng mà không anh em thì chưa biết năm sinh cho nên là gọi thế thì nó là tôn trọng thôi. Nhưng mà anh sinh năm bao nhiêu? Thế thì anh hơn em một tuổi là đúng rồi. Anh giọng anh già hơn em nhiều. Hình cũng già hơn mà giọng già hơn. Anh hơn em một tuổi. Anh em hỏi nhờ đường này phải đường đi vào đường cao mà. Vâng vâng có gì tí nữa là hàng đến nơi rồi anh nhé. Bây giờ đang đệ đang đi trên đường rồi nha. Em gửi hai quả, một quả đi Vĩnh Phúc với một quả đi Bắc Ninh mà nha. Ok 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 ok. Trai ra đóng hai quả súp này để chuyển đi, khách đang gọi mầm mà. Ok đây các bác nhiều khi là tự tin quá, trêu các bác một tí cho vui thôi. 79 rồi, già rồi, yếu lắm các bác. Bữa ăn bữa bỏ. Không biết là các bác tầm tuổi như bọn em hay nhiều tuổi hơn thì thế nào. Đây là cấu hình của nó bên trong này các bác này. Hàng zin chuẩn 100%. Bông tiêu âm vẫn còn nguyên vẹn. Chơi thế này, những cái quả loa như này các bác cứ chơi vài chục năm nó vẫn cứ ngon. Đấy, vài chục năm vẫn chuẩn. Nét trong veo luôn. Ok chưa các bác? Cặp loa này thực ra là nếu mà loa 3 đường tiếng thì nó cũng rẻ, thì ngang ngửa với loa 2 đường tiếng thôi. Giá của nó nếu mà loa 2 đường tiếng bây giờ nó cũng tầm khoảng độ 25-30 triệu rồi. Trong tầm đấy rồi. Cặp loa này thì em cũng bán với giá rất là hợp lý cho các bác thôi. Hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Cặp loa này có giá khoảng độ trên 20 triệu, trên 20 triệu, dưới 30 triệu, theo các bác thì giá khoảng bao nhiêu, hãy gọi cho anh Phương đi ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào tạm biệt các bác.